Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Tết này bạn đã có ý tưởng nấu món gì cho gia đình thưởng thức chưa? Có lẽ thịt kho tàu truyền thống năm nào cũng nấu, ngon nhưng cũng dễ ngán. Để đổi mới năm nay, mời các bạn cùng mình làm món sườn kho tàu rất ngon và đẹp mắt nhờ một chút bí quyết nhỏ khi dùng gia vị. Hương vị quen thuộc nhưng lại có thể ăn nhiều mà không bị ngấy. Nào chúng ta cùng làm ngay nha! Mời các bạn xem qua những nguyên liệu để tiện chuẩn bị. Các bạn cũng có thể tham khảo qua những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng trong phần mô tả của video. Mình có 1 kg sườn non. Để có món sườn non mềm ngon thì các bạn nên chọn sườn non có cọng xương nhỏ, phần thịt dày, sườn sụn thì càng ngon nha. Mình cắt đoạn dài khoảng 6cm, kho xong nhìn thành phẩm sẽ hấp dẫn hơn. Các bạn rửa sườn với muối và giấm pha loãng rồi rửa lại thật là sạch ha. Kế đến thì mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Cho sườn vào, chế nước sôi vào và đảo đều và rửa sườn trong 2 phút. Sau đó vớt ra để ráo nước. Bước chần sườn qua nước sôi để sườn được sạch hơn và bán đi mùi tanh. Lưu ý là nếu sườn giữ đông thì các bạn sau khi đã rã đông rửa sạch thì các bạn nên trụng sườn 2 phút trên bếp để sườn ra sạch máu ứ ở trong tủy đó. Nước kho sẽ trong và thơm hơn nha. Hành tím và tỏi thì mình cắt ra cho vô cối giã nhuyễn. Sau đó cho tất cả vô túi vải, chút nữa mình sẽ vắt lấy nước để ướp sườn cho dễ thấm vào ha. Và cái phần nước kho cũng không bị quá nhiều sắc hành tỏi, trông sẽ đẹp mắt hơn. Sườn sau khi đã ráo nước rồi thì mình cho qua thố để ướp. Ướp vào đây 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê vung đường, 2 muỗng canh nước hành tỏi. Cuối cùng là 1 muỗng canh tương ớt chin su. Mình hay dùng loại này vì rất là dễ sử dụng, phù hợp với nhiều món. Tương ớt này có vị cay và mùi thơm giống như từ ớt trái, đặc biệt là phù hợp với những món kho tàu. Ở Mỹ thì mình mua tương ớt chin su trên Amazon rất nhanh và tiện. Link mua sản phẩm mình có để ở dưới phần mô tả của video, các bạn có thể tham khảo nha. Dùng tay trộn đều lên để sườn nhanh ngấm gia vị. Ướp ít nhất là khoảng từ 15 đến 20 phút nha các bạn. Bước kế tiếp là kho sườn. Cho chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu. Tiếp tục cho sườn vào xào. Tăng lửa trên mức trung bình. Mình xào cho sườn săn lại ha. Bước này giúp gia vị ngấm đều hơn, thịt sườn trở nên đậm đà và rất ngon. Các bạn xào khoảng 5 phút ha. Tiếp theo thì mình cho hết sườn vào nồi để kho. Cho vào đây 500ml nước dừa và 500ml nước lọc. Các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng nước dừa tươi, tuy nhiên là nhớ điều chỉnh lượng đường cho phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn nhé. Cho vào nồi 2 củ hành tím và 3 tép tỏi to cho nước kho được thơm hơn đó. Mở lửa lớn cho nước sôi mạnh, hớt sạch bọt nha. Nêm vào đây 1/2 muỗng cà phê muối và 3 muỗng canh nước mắm, 10g đường phèn, 10g. Sau đó thì các bạn hạ lửa nhỏ vừa và mình đậy nắp lại, ninh sườn trong khoảng 20 phút cho sườn nhanh mềm. Tiếp đến các bạn mở nắp ra, trở sườn và tiếp tục kho với lửa dưới trung bình. Kho lửa nhỏ sườn sẽ thấm từ từ rất là ngon. Sau 1 giờ 15 phút sườn đã mềm và lên màu rất đẹp. Nhớ vớt hết xác hành tỏi bỏ ra nha.
mình thử lại, rất là vừa ăn các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Và lúc này mình cho thêm vào một muỗng canh tương ớt chinh su để sườn lên màu nâu đỏ đẹp mắt, đồng thời dậy lên mùi thơm cũng như là vị cay nhẹ cho món ăn. Rất là kích thích vị giác luôn. Nghe mùi thôi là thấy không khí Tết đến liền rồi các bạn. Thường món kho tàu phải còn lại 2/3 hoặc là 1/2 lượng nước ban đầu là được ha. Mình đã hoàn thành xong món sườn kho tàu, nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn. Sườn mềm, thấm vị đậm đà, mùi thơm cũng như màu sắc rất bắt mắt. Món này ăn với cơm là hết sảy luôn đó. Nước kho dùng để làm nước chấm với các loại rau luộc, rau sống, dưa cà đều ngon. Vị cay nhẹ và hương thơm của tương ớt rất là dễ ăn, không bị cay nồng nên người ít ăn cay cũng có thể ăn được. Ưu điểm của món sườn kho tàu là ít mỡ, không gây ngấy, có phần gân sụn, ăn rất là thích. Tết này nếu đã ngán thịt mỡ kho tàu, các bạn thử làm cho gia đình thưởng thức món sườn kho tàu, không kém phần hấp dẫn và mới lạ nha. Nếu thích cách chia sẻ, nhớ like cho mình nha. Hãy đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.